Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Longma Stand Up. Thì lần trước ở trên kênh của Huy Phùng VC, mình đã làm một video về vấn đề là Vega AMD có làm đồ họa tốt không. Nếu mọi người chưa xem, mọi người vào lại kênh của Huy Phùng VC. Nhưng mà ở video này mình sẽ tự phê bình bản thân của mình về cái video đó, là mình chỉ làm về một phần mềm duy nhất là kế Vantage. Nếu mà chúng ta chỉ đánh giá một phần mềm mà đánh giá tổng thể là một con dòng Vega AMD có làm một đồ họa không tốt thì đấy là sự thiếu khách quan, đấy, chưa được chuẩn cho lắm. Nên là video này mình sẽ sửa lỗi của video lần trước, là mình sẽ test một con Vega AMD với đầy đủ các phần mềm đồ họa kiến trúc mà anh em hay dùng luôn. Đấy, nhưng là nó chỉ là các phần mềm render real time thôi, chưa phải là phần mềm dự hình, nó sẽ ăn CPU là chính rồi. Đấy. Và ở video ngày hôm nay mình sẽ test đó chính là con RX 6600 XT 8GB MSI Gaming X. Đấy. Con này có mức giá là khoảng 4 triệu thôi, 4 triệu đổ về. Đấy. Và xét theo Huyện Long Gaming mà bạn Duy cũng đã test con cả màn hình này ở trên kênh Huy Phùng VC thì hiệu năng của nó mạnh hơn một con 3060 12GB một chút. Đấy, nên là mình cũng khá tò mò, không biết ở những bài test lần này thì con 6600 XT của chúng ta với các phần mềm render bằng cả màn hình thì liệu nó có ngon như một con 3060 khi chơi game không. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video và tiến hành test các bài test thực tế. Là như đúng quy trình của kênh Longma Stand Up thì mình vẫn sẽ test kế Vantage ở mục đầu tiên. Mặc dù lần trước mình đã test con 6800 thì cho một kết quả khá là tệ. Nhưng mà với phiên bản 2.1, tức là sau một thời gian cập nhật, thì con 6600 XT này của chúng ta liệu nó có hoạt động tốt hay không? Thì câu trả lời của mình nó vẫn là không, mọi người ạ. Mình đã thử render nó với khổ ảnh là 4K và sample là 4000. Nhưng mọi lần mình test để mình lập biểu đồ thì con 6600 XT để chúng ta render rất là chậm, mất lên tận 47 phút. Và mỗi thời gian lâu như thế này thì thật sự mình không muốn cho nó vào biểu đồ. Đấy. Và 44 phút này thì chúng ta thả render bằng CPU còn hơn, chứ đừng render bằng GPU làm gì nữa. Và nếu như mình không có tiền mua một con 3060 đi chẳng hạn đấy, mà mình vẫn sử dụng con này, mình vẫn cố chấp mua con này và mình render nó với một khổ ảnh thấp hơn thì sao? Và lần này mình vẫn thử cho nó render bằng khổ ảnh 4K, nhưng mà sample mình hạ đi thấp rất là nhiều. Và để mình xem con RX 6600 XT để chúng ta sẽ render mất bao lâu. Thì con RX 6600 XT để chúng ta sau một thời gian render với sample thấp hơn thì nó cho ra thời gian là khoảng 9 phút. Đấy, như này thì mình nghĩ là vẫn chưa được ổn cho lắm. Đấy, vì render của CPU chúng ta vẫn có thể thiết lập thời gian render nhanh như thế này được. Và theo mình đánh giá là con 6600 XT này render với kế Vantage sau một các thời gian cập nhật các phiên bản thì nó vẫn rất là tệ. Và ở đây mình đã cài driver bản mới nhất của con RX 6600 XT rồi nhé, nên là sẽ không có chuyện là con Vega này tương thích kém đâu. Vậy thì còn phần preview của con 6600 XT này thì sao? Đấy. Do không được thử hưởng những công nghệ tối tân nhất của NVIDIA, bởi vì rõ là con cặc của AMD mà. Đấy. Như là DLSS này hay là AI Upscale của NVIDIA trong phần mềm K-Vantage thì con 6600 XT này của chúng ta không có. Vô file rất nhẹ của mình đi thì con 6600 XT này của mình vẫn cho ra một kết quả rất là tệ, FPS chỉ được khoảng từ 7 đến 8. Và mình đã thử hạ nó về độ phân giải thấp hơn đi là 540p thì nó có được cải thiện một chút. Nhưng mà theo mình với quan điểm của mình thì con 6600 XT này từ cho preview cho đến render đều không tốt trên kế Vantage, và chúng ta nên khuyên dùng những dòng card của NVIDIA để làm việc với phần mềm này hơn. Tiếp đến với Dynamic Render, mình sẽ cho con 6600 XT này render với khoảng 8K và nó được tối ưu tốt hơn so với kế Vantage, mọi người ạ. Thời gian render của nó là 19 phút. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là chậm, và thậm chí còn chậm hơn cả RTX 3050. Và ở trên biểu đồ chúng ta thể hiện rõ, và nó còn kém xa một con RTX 3060 rất là nhiều. Đấy. Nên là chúng ta vẫn sẽ phải cân nhắc con này để làm dynamic render, mọi người nhé. Giả sử cho là nó mạnh hơn con 3060 đi. Đấy. Và nó hiệu năng nó tuyệt vời như một con cạc NVIDIA đi, nhưng mà với VRAM 8GB thì liệu các bạn có xác định mua nó để sử dụng một phần mềm kế Vantage và DRAM render không? Đấy, vì VRAM 8GB bây giờ của chúng ta cũng khá là ít rồi, mở file nặng một chút là chúng ta sẽ không thể hoạt động được nữa. Với phần mềm Lumion 12 thì đây là một phần mềm đã xuất hiện từ rất là lâu rồi, nên là chuyện nó được tối ưu cho cả AMD và NVIDIA. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy là con RX 6600 XT 8GB của chúng ta đã trở về hiệu năng đúng của nó khi chơi game. Đấy, nó đã mạnh hơn một con RTX 3060 12GB. Tuy nhiên
Nhược điểm của Lugon bây giờ đó chính là thời gian render một video rất là lâu, và chúng ta sẽ phải cân nhắc nó là chúng ta dùng Lumion hay là dùng các phần mềm khác để render video diễn họa. Như vậy là anh em Lumion sẽ cân nhắc nhá, là chúng ta sẽ dùng dòng card của AMD hay là của NVIDIA để chúng ta cho một thời gian render nhanh hơn và giá thành sẽ hợp lý hơn. Tiếp đến với một phần mềm render real time như là Escape, đây là một phần mềm nhẹ nhất và con card AMD của chúng ta hoạt động bình thường mọi người ạ, rất là mượt, FPS cho ra cũng khá là ổn. Tuy nhiên mặc dù con card này có hỗ trợ Ray Tracing rồi mọi người nhá, nhưng mà mình đã thử bật nó với phần ở trên Escape, nhưng mà chỉ bật được một tí thôi là file nó bị văng và sẽ không hoạt động được, nên mình buộc phải tắt Ray Tracing đi. Và tắt Ray Tracing đi thì ảnh, chất lượng ảnh render ra nó sẽ không được đẹp cho lắm. Về tốc độ render thì với Escape thì nó khá là nhanh, mình cũng ấn phát nó xong luôn. Nói chung về cơ bản với Escape thì nó sẽ hoạt động ngon nghẻ và mượt mà như chúng ta dùng một chiếc card NVIDIA bình thường. Và tổng qua 4 phần mềm trên thì mình thấy nhiệt độ của con AMD này rất là mát. Mặc dù đây là hàng cũ và nó là một con .. Điện năng nó ăn cũng rất là ít, nên là mọi người cũng không cần phải đầu tư một nguồn quá đắt cao để sử dụng một con RX 66 XT 8000 này, trừ khi mọi người muốn nâng cấp về lâu dài thôi. Và chuyển qua phần AI thì sao? Ở đây mình đã tiếp với phần mềm Stable Diffusion. Thì sau một thời gian mình mày mò một chút thì mình cũng đã khởi chạy nó với con RX 66 XT 8000 này. Tuy nhiên thì nó gặp rất nhiều vấn đề và mình vẫn không thể render được, chỉ có khởi động được phần mềm thôi. Nên là ở đây đã có ai thử dùng con AMD này với phần mềm Stable Diffusion thì hãy chỉ cho mình cách khắc phục lỗi nhé. Có khi nào là AMD vẫn tối ưu rất là tệ với phần mềm Stable Diffusion này không? Và tổng kết lại, qua những phần mềm mà mình hay test ở trên kênh của Llama Setup thì các bạn nghĩ sao về chiếc RX 66 XT này? Các bạn hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Và sắp tới, chúng ta sẽ test những Vega gì? Đó chính là những con Vega khác của series 6000 của dòng Vega AMD trên máy bản. Và ở đây, mình cũng đã hay có đây, nên là hẹn mọi người ở những phần sau của video này nhé. Chúng ta sẽ test đầy đủ nó. Bye bye mọi người.